Đây là những cái phản hồi mới nhất mà Hiên Dương nhận được. Một số chị, có những chị thì thực tập khóa 42 ngày, có chị thì thực tập khóa 30 ngày, nhưng đều có những cái kết quả rất là tốt. Thì đây có một chị là KP, thì Hiên Dương cũng xin phép không có, gọi là công khai tên của chị. Thì chị có viết cho Hiên Dương một đoạn như này: một tuần qua chị thiền và nghe em giảng, chị mới hiểu rõ là chị phải đối diện với căn bệnh của mình. Lòng nhẹ nhàng hơn, tối ngủ được vài tiếng, không dùng thuốc ngủ nữa. Lúc trước chị vô minh né tránh nguyền rủa, tại sao nó lại đến với mình như thế. Từ ngày chị học, nghe em giảng, rút ra rất nhiều bài học. Cảm ơn em, chị lúc nào cũng mang loa thiền, kể cả lúc ngủ, nó giúp chị bớt căng thẳng. Cảm ơn em Hiên Dương. Thì đây là một chị cũng đã bị cái tình trạng rất là nhiều bệnh ở trong cơ thể của mình, bao gồm những cái bệnh tâm lý nó sinh ra. Thì từ đó mà chị có cái sự kiên định, rất là tin tưởng vào phương pháp này, mà chị đã học cái khóa học chuyên sâu và chị có được những cái cải thiện rất là tốt như thế. Rồi một chị nữa mà Hiên Dương nói là chị có bị cấp cứu một vài lần gần đây luôn. Thì rất là may mắn là các bài thiền hay cái sự Hiên Dương liên tục nói chị hướng về bên trong và tập cho đúng đắn ấy, thì nó có được những cái kết quả tốt. Đó, thì chị có viết là: Hiên Dương ơi, hôm nay chị học hết khóa 30 ngày thiền chánh niệm rồi, và trong khi học 30 ngày chị thấy cải thiện rất là nhiều cho giấc ngủ. Chị đã ngủ được mà không cần dùng thuốc. Thì đó là một chị bị trầm cảm nhé mọi người, trầm cảm đó. Và người ta đã phải dùng thuốc rất là lâu để có thể cải thiện giấc ngủ, nhưng nhờ tin tưởng vào phương pháp chánh niệm mà Hiên Dương vừa nói ấy, là một cái khả năng nhận biết đúng đắn về bản thân, thấu hiểu bản thân, chuyển hóa từ bên trong, thì mọi thứ bên ngoài nó sẽ cải thiện. Đừng nhăm nhăm tập trung vào cái ngọn hay cái quả ở bên ngoài, mà chúng ta cần có một niềm tin, chúng ta gieo trồng lại những cái hạt giống ở trong tâm thức của mình, thì nó sẽ tác động ra các cái thể khí, thể cảm xúc, thể suy nghĩ, rồi mới đến cái thể chất bên ngoài được. Nên chúng ta cần có cái niềm tin như vậy. Còn một chị nữa thì có viết như này, Hiên Dương cũng xin phép đọc. Đó là: càng ngày càng đi thêm vào những bài giảng, bài dẫn thiền của Hiên Dương, thì chị được khai mở, học thêm rất nhiều điều mới quý giá. Chị thấy yêu mọi thứ xung quanh mình nhiều hơn, tinh thần vui vẻ hơn, cuộc sống tươi màu hơn, làm chị ngày càng yêu thiền và coi thiền như một bảo bối luôn đem theo hành trang của mình. Nhiều khi chị cũng hào hứng muốn viết lắm, nhưng mấy năm nay chị bị bệnh, làm những từ ngữ của chị bây giờ nghèo nàn nên ngại viết ra. Nhưng chị biết trong lòng chị lúc nào cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ, biết ơn Hiên Dương nhiều. Cảm ơn trời Phật đã cho con được biết đến thiền Hiên Dương. Thì chị ấy là một người cũng bị bệnh rất là lâu năm, thì chúng ta cũng thấy trong đoạn viết của chị là bị bệnh rất lâu rồi, khiến cho cái hệ thống ngôn từ của chị ấy nó cũng bị cạn đi. Ý chị muốn nói là ngày trước thì chị yêu đời, nhưng vì bệnh tật nó khiến chị rất là tiêu cực. Nhưng cũng nhờ thiền mà chị bắt đầu đưa thiền vào đời sống. Và Hiên Dương muốn mở rộng những cái khái niệm thiền đến cho mọi người, rằng thiền ấy, đúng không ạ, nó không phải là một cái sự hình thức, không phải là sự bắt chước, không phải là sự loại bỏ suy nghĩ, hay là một sự tập trung quá độ. Thiền không phải như vậy. Thiền là khi chúng ta tăng cường một cái khả năng nhận biết về chính mình. Khi nào mà chúng ta thấy khả năng nhận biết về chính mình nó cứ tăng lên, có nghĩa là chúng ta đang thiền rất là đúng đắn. Ví dụ như hôm nay chúng ta có một cơn đau tim tiêu cực, khó chịu dằn vặt, cái lúc đó chúng ta có một vài giây chúng ta nhận ra, à, mình vừa tiêu cực xong. Vậy thì vài giây đó chính là một khoảnh khắc thiền, một khoảnh khắc nhận biết. Và cái sóng não lúc đó của mình, nếu mà được đo, nó sẽ là một cái sóng não hoàn toàn khác với cái trạng thái trước đó của chúng ta. Có nghĩa là thiền là một cái trạng thái như vậy đó ạ. Cái trạng thái nhận biết đúng đắn về chính mình. Cái lúc trước, đúng không ạ, mình cuốn theo tiêu cực, mình khó chịu, mình phản kháng, mình căng thẳng, lúc trước là như vậy nhá. Đó. Vậy thì cái lúc trước đấy nó có đúng không ạ? Nó có phải là trải nghiệm thật không? Nó không phải là trải nghiệm thật. Trải nghiệm thật là phải trên cơ thể, trên giác quan, trên cảm nhận. Còn khi mình căng thẳng, mình khó chịu, mình tiêu cực là mình đang cuốn theo những vọng tưởng của suy nghĩ. Có nghĩa là mình đang đi theo suy nghĩ. Tâm trí và cơ thể của mình đi theo suy nghĩ, mà tâm trí và cơ thể không ở đây, không cảm nhận bằng các giác quan, không cảm nhận bằng những cái thứ đang có mặt ở đây, mà chúng ta chạy theo suy nghĩ. Vậy có nghĩa là cái lúc trước, đúng không ạ, là cái lúc căng thẳng đó, nó không phải là nhận biết đúng về bản thân. Còn khi mà mình
à ồ lên, mình nói là à tôi vừa suy nghĩ xong, à tôi vừa tiêu cực xong. Một vài cái dây ồ hay à lên nó của mình, cái dây đó chính là dây mình đang nhận biết đúng về bản thân mình. À, mình đang sáng suốt này, mình đang có một trạng thái thông thái, mình đang có một cái nhận biết rất là thuần khiết, rất là rõ ràng về bản thân mình. Vậy thì một vài giây đó chính là một vài giây thiền. Và cái việc chúng ta thực tập hàng ngày ấy, mỗi ngày 15 đến 30 phút là cái khoảnh khắc mình ngồi tĩnh lặng lại để mình tăng cường những cái giây đó nhiều hơn. Lúc trước thì một ngày đúng không ạ, chúng ta chỉ có được vài cái khoảnh khắc như vậy thôi. Nhưng khi mình tập thiền, nó tạo cho mình một cái phản xạ mới, một cái thói quen mới, một cái sự rèn luyện mới cho tâm của mình. Mình không còn phản xạ cũ nữa đúng không ạ? Phản xạ cũ là cuốn theo, chạy theo suy nghĩ. Phản xạ mới là dừng lại một chút, chậm lại một chút, quan sát được, à mình vừa như thế đấy. Quan sát được bản thân mà. Mình quan sát là mình vừa suy nghĩ này, mình vừa cảm xúc này, mình vừa phản kháng này, mình vừa mong cầu này. Khi mình quan sát được mình thì đó là một trạng thái thiền. Đó. Và Hiếu Dương muốn nhấn mạnh cái điều này để khi mình thực hành thiền, mình không bị nhầm lẫn, rồi mình không bị phán xét bản thân hay mình cảm thấy thiền nó khó nữa. Thiền không có khó, bởi vì thiền là những thứ đang xảy ra hàng ngày với chúng ta mà. Cái bộ não của chúng ta nó có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là sao ạ? Nó có một cái vùng, nó gọi là vùng não sinh tồn. Cái vùng não sinh tồn ấy thì thường là nó sẽ liên tục phát ra những cái tín hiệu sợ hãi. Có nghĩa là nó thấy cái gì cũng có thể là rủi ro, là thất bại. Nên nó sẽ chi phối các cái hành vi, suy nghĩ của chúng ta phòng bị cho những cái thứ rủi ro, nguy hiểm và thất bại. Hiện giờ ví dụ như là thu nhập chúng ta không đến nỗi mà không thể nuôi cho bản thân mình được. Nhưng lúc nào mình cũng muốn là thu nhập phải tốt lên, đúng không ạ? Cái nhà đang bình thường muốn cái nhà phải to hơn, cái công việc cũng đang không ổn, không bất ổn đến quá mức, nhưng mình cũng muốn công việc phải thăng tiến lên nữa. Có nghĩa là lúc nào mình cũng có xu hướng phóng chiếu về tương lai. Bởi vì Hiên Dương vừa nói cái bộ não sinh tồn, nó có một cái hệ thống thần kinh, nó chi phối chúng ta liên tục phòng bị cho những điều có thể xảy ra, đúng không ạ? Mà nó có thể thất bại này, có thể sai này, có thể rủi ro này. Đó. Và cái sự phòng bị đó, một mặt thì nó giúp cho chúng ta có thể ok tránh được một vài rủi ro. Nhưng cái mặt tiêu cực là gì ạ? Nó khiến chúng ta không thể tận hưởng được những cái khoảnh khắc đang thực sự xảy ra trong hiện tại. Mà hạnh phúc có phải đến từ một cái gì đó trong tương lai không ạ? Hạnh phúc là những cái khoảnh khắc trải nghiệm trong thực tại. Nói cách khác thì hạnh phúc nó đến từ cảm giác bên trong của chúng ta. Nếu mà chúng ta có nhà, có xe, chúng ta chỉ vui được vài ngày, vài tháng thôi. Chúng ta có vui mãi được không ạ? Không có. Mà cái khoảnh khắc bình an thực sự ấy, nó đến từ bên trong mà. Đúng ạ, đến từ bên trong. Đôi khi có những người, người ta không có những cái vật chất, người ta vẫn có thể bình an. Nhưng có những người có rất nhiều vật chất, sở hữu rất nhiều mọi mối quan hệ, nhưng chưa chắc họ đã bình an, mà họ luôn luôn run rẩy, luôn luôn sợ hãi, luôn luôn có cảm giác mất an toàn. Như vậy thì bình an nó có thể đến ngay trong hiện tại, và với bất cứ ai, bất cứ một cái số phận, một cái tầng lớp nào, chúng ta đều có thể có cái năng lượng bình an đó. Nhưng tuy nhiên, cái bộ não sinh tồn nó lại chi phối chúng ta nghĩ như vậy, liên tục nghĩ về tương lai, phòng bị cho những điều rủi ro. Nên chúng ta đã đánh mất cái hiện tại, đánh mất một cái khả năng tận hưởng những cái điều xảy ra thực sự. Như Dương vừa nói là khi mình căng thẳng đúng không ạ? Khi mình sợ hãi là khi gì? Mình cuốn theo suy nghĩ, hoặc là về quá khứ, hoặc là về tương lai, mà chúng ta không nhận biết đúng đắn những gì đang thực sự xảy ra trong hiện tại. Và một điều may mắn đó là những người như chúng ta lại có một khả năng về cái vùng não trước. Đó là vùng não trước đã được chứng minh, đó là nó có khả năng tăng cường cái sự nhận biết đúng về bản thân. Nó sẽ giúp chúng ta tăng cường những cái cảm xúc tích cực, ví dụ như là lòng trắc ẩn, lòng yêu thương, lòng biết ơn, lòng tốt với chính mình. Và cái vùng não trước này nó sẽ phát triển rất là tốt khi mà chúng ta thực tập chánh niệm. Khi mình thực tập chánh niệm, mình gia tăng cái sự nhận biết về bản thân, thì những cái cảm xúc tích cực đó, những cái lòng trắc ẩn, lòng yêu thương, sự vị tha, tâm từ bi sẽ phát triển bên trong mình. Và khi mình phát triển điều đó thì nó sẽ đẩy lùi các cái trạng thái tiêu cực, nó xoa dịu đi, nó xoa dịu đi. Nó giống như một người mẹ ấy, có thể xoa dịu một cái em bé bị tổn thương, bị khó chịu. Thì những cái dạng cảm xúc tích cực hay là những cái dạng cảm xúc cao thượng mà Hiên Dương vừa nói, nó sẽ giống như một người mẹ, nó hoàn toàn xoa dịu các cái trạng thái tiêu cực của chúng ta. Và cái điều đó chỉ được phát triển khi mà chúng ta có được một cái năng lực, chúng ta tăng cường cái khả năng nhận biết nhờ chánh niệm.
thì đó là một trong những cái tác dụng rất là lớn của chánh niệm. Nếu mà chúng ta có một cái sự nghiêm túc đầu tư cho vấn đề học tập đó, thì chúng ta thấy đó là một cái sự rất là lãi cho bản thân mình, chứ không phải là mình mất thời gian hay là mình mất chi phí hay mình mất cái gì cả, mà cái là mình được chứ, mình được rất là nhiều. Đó là mình đã vun bồi được cho cái nội tâm của mình, cái thứ không ai nhìn thấy và chỉ có mình biết thôi. Có một điều rất là ngược đời, đó là chúng ta ai cũng muốn bình an, ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng mà hành động thì chúng ta có xu hướng là đi ngược lại. Ngược lại có nghĩa là sao? Mình thích bình an đúng không ạ? Bình an có thể xảy ra ngay hiện tại mà. Bình an có thể xảy ra ngay hiện tại nếu chúng ta chú tâm vào chính bản thân mình trong hiện tại. Nhưng mà chúng ta lại rượt đuổi nó về tương lai. Có nghĩa là mình thì mong muốn cái điều đó, nhưng mình lại làm ngược lại. Có nghĩa là mình sẽ rượt đuổi nắm bắt một cái gì đó nó rất là vô hình ở tương lai, mà mình lại quên mất cái hiện tại. Và có những người thì lại gặm nhấm những cái nỗi đau quá khứ, mặc dù nó đã quay qua rồi, cái sự kiện qua rồi, nhưng cái cảm xúc thì nó cứ còn nguyên và nó nhai đi nhai lại, giống như một cái con bò nó ợ cỏ lên ấy, nó lại nhai lại một cái dấu ấn cũ đã qua. Vậy có nghĩa là ai cũng muốn bình an, ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại làm ngược lại, là chúng ta phóng đi tương lai hoặc là chúng ta tìm về quá khứ, thì cả hai điều đó không đưa lại cho chúng ta những cái lợi lạc trong hiện tại. Vậy thì cái phương pháp đó là chúng ta sẽ tăng cường cái sức mạnh của hiện tại bằng cách chúng ta rèn luyện chánh niệm. Chánh niệm không phải là thứ mà tự dưng chúng ta có. Chánh niệm chúng ta có thể hiểu nó giống như một cái mảnh đất ấy, một cái mảnh đất mà chúng ta có thể làm cho nó màu mỡ lên. Khi chúng ta có một cái mảnh đất màu mỡ thì chúng ta gieo cái hạt giống gì nó cũng sẽ phát triển thành những cái cây trái rất là tốt. Vậy thì Hiên Dương có nói từ đầu ấy, đó là cái cây của chúng ta đã bị sâu thối, cái vấn đề của chúng ta đã trổ ra rồi. Vậy thì việc của chúng ta là trồng lại những hạt giống trong tâm thức. Và để trồng lại những cái hạt giống đó nó được mạnh khỏe, đúng không ạ? Nó được bình an, nó được hạnh phúc, nó trổ ra những cái quả mà mình mong muốn, thì mình phải có một khả năng mình chế tác ra một cái mảnh đất, đúng không ạ? Nó màu mỡ. Và chánh niệm chính là cái cách như vậy. Cái cách là chúng ta không cần làm gì nhiều, tác động vào hạt giống, tác động vào vấn đề, mà chúng ta chỉ thực tập để tạo ra một cái mảnh đất, một cái môi trường, một cái điều kiện thuận lợi thôi, để những cái hạt giống trong tâm mình nó phát triển một cách tự nhiên. Và khi nó phát triển một cách tự nhiên thì mình sẽ thấy à, cái sự bình an nó sẽ tự tìm đến, nó xâm lấn vào mình, chứ mình không có đi tìm bình an hay mình đi tìm một cái điều gì để mình giải quyết, mà nó sẽ tự trổ ra bởi mình đã vun bồi được một cái mảnh đất màu mỡ. Trong rất nhiều ví dụ thì Hiên Dương có nói rồi, một cái căn phòng ví dụ nó bị giá lạnh đi, đúng không ạ? Bị giá lạnh. Vậy thì cái cách của chúng ta không phải là mình đuổi được cái hơi lạnh này ra ngoài, đúng không ạ? Nếu mình bước vào một căn phòng lạnh, cái cách để cho mình có thể ấm được không phải là mình đuổi cái hơi lạnh nó ra ngoài được, mình đẩy cái hơi lạnh ra ngoài, không có. Mà cái cách để mình ấm lên là mình có thể đốt một cái ngọn đèn sưởi, đúng không ạ? Một cái điều gì đó mình có thể bật máy sưởi, mình có làm cái gì đó để mình sưởi. Vậy có nghĩa là khi mình đốt một cái ngọn đèn sưởi lên chẳng hạn, thì cái lúc đó hơi lạnh nó tự tan rã ra và mình thấy ấm. Thì chánh niệm nó cũng thế, không phải là mình có thể xua đuổi được cái khối tiêu cực ở bên trong mình ra ngoài, không phải là mình có thể xóa sổ cái vấn đề mất ngủ của mình, không phải là mình vứt bỏ cái khối tổn thương ở bên mình ra ngoài, không phải. Mà chánh niệm ở đây là cái cách mình tạo được một cái môi trường bình an, một cái môi trường hài hòa và hạnh phúc với chính mình ấy. Khi mình tạo được một cái môi trường đó thì những cái hạt giống đã có sẵn trong tâm thức của mình nó sẽ phát triển. Những cái hạt giống tích cực đó nó sẽ phát triển, nó giống như cái ngọn đèn sưởi ấy. Và những cái năng lượng tiêu cực nó sẽ tự đẩy lùi, nó sẽ tự giảm năng lượng xuống, nó không còn sự sân hận, sự khó chịu, sự tức tối hay sự gọi là cô đơn, lạc lõng hay bất cứ một cảm xúc tiêu cực nào, nó sẽ tự được xua đuổi đi. Vậy nên cái việc mà Hiên Dương luôn khuyến khích mọi người ấy, đó là khi mình thực tập, mình luôn nhớ một điều ấy, là mình đừng căm ghét cái căn bệnh của mình đừng không thích nó. Bệnh nó chỉ thay một cái tiếng chuông thôi, nó báo mình trở về thôi, nó không có hàm nghĩa gì cả. Nó không có hàm nghĩa là tiêu cực hay tích cực. Cái sự tiêu cực nó do mình gán mác lên nó đấy chứ. Còn bệnh nó xảy ra như một cơ chế tự nhiên để nó cân bằng cơ thể mà. Vậy thì một cái khối u nhọt bên trong mình, đúng không ạ? Một cái tổn thương bên trong mình, nó chỉ là cơ chế cân bằng tự nhiên của cơ thể, của tâm trí thôi. Và cái việc của mình không phải mình đuổi nó ra ngoài, không phải là loại trừ nó, và cũng không phải là phản kháng với nó. Cái việc của mình là mình không gán mác nó là tiêu cực hay tích cực. Cái việc của mình cũng không phải là cố tác động vào nó. Giống như là mình không cố mình đẩy hơi lạnh ra ngoài đó, mình không cần cố cái điều đấy.
mà cái việc của mình là mình tập trung vun bồi cái nội lực của mình, cái nội tâm của mình. Khi mình vun bồi cái nội tâm của mình ấy, thì nó giống như là một cái mảnh đất, nó được màu mỡ lên rồi, đúng không ạ? Nó chuẩn bị sẵn những cái nguyên liệu rất là tốt rồi, thì những hạt giống nó sẽ tự nảy mầm thôi, chứ mình không cần tác động bất cứ một cái điều gì bên trong mình. Thì năng lượng của chánh niệm nó chính là như vậy. Nên nếu mà chúng ta tin thì chúng ta cần dành những cái thời gian mình nghiêm túc, mình học tập để mình thực tập chánh niệm trong đời sống của mình. Và không phải là biến cố nó sẽ không đến, mà biến cố sẽ liên tục đến, đúng không ạ? Cuộc đời chúng ta nó như một khu rừng rậm rạp thôi, nó đầy những cái vấn đề, vấn nạn nó sẽ đến với mình. Thì việc của mình đó là hãy chế tác ra một cái vòng tròn bảo hộ cho chính mình. Cái vòng tròn bảo hộ đó Hiên Dương luôn nói đó là chánh niệm. Không phải là biến cố nó sẽ không đến, mà biến cố sẽ đến. Nhưng đừng đợi đến khi biến cố nó đến mình mới trang bị, vì lúc đấy quá muộn rồi, đúng không ạ? Hiên Dương có biết gần đây có những người bạn của Hiên Dương bỗng dưng phát hiện ra là người thân của mình có nguy cơ là bị ung thư, thì họ cảm thấy rất là suy sụp. Vậy thì cái lúc đó mình nên làm gì ạ? Mình nên chăm sóc nội tâm của mình trước khi mình tác động một điều gì ra bên ngoài, ra người thân hay do ai đó. Cái điều mình cần làm là mình cần chánh niệm để thấu hiểu cái khả năng nhận biết về bản thân mình, để mình làm cho mình an trở lại đã. Mình an thì mọi thứ nó sẽ an. Nên là Hiên Dương ý muốn nói ở đây là gì? Là đừng đợi bệnh hoạn hay là một biến cố gì đó nó đến rồi mình mới tập. Mà bản thân chúng ta luôn phải có một cái sự trang bị cho mình những cái vòng tròn bảo hộ đó. Cái sự bảo hộ thân tâm ở đây không có điều gì khác, đó chính là cái khả năng mình nhận biết đúng đắn về bản thân mình. Khi mình nhận biết đúng đắn thì mọi thứ bên ngoài mình đều xử lý được. Bởi vì Hiên Dương nói cái bên ngoài không phải là nguyên nhân chính, đúng không ạ? Nguyên nhân chính đến từ những hạt giống trong tâm thức của chúng ta. Những cái điều bên ngoài nó chỉ là hình ảnh phóng chiếu của tâm thức thôi. Tất cả là hình ảnh phóng chiếu của tâm thức, bao gồm cả người chồng, người con, những mối quan hệ xung quanh của mình cũng là hình ảnh phóng chiếu của tâm thức, chứ nó không phải đến từ họ. Cái đoạn này là bắt đầu mơ hồ một tí, nhưng chúng ta hãy chiêm nghiệm về nó đi ạ. Chiêm nghiệm về nó xem. Đó là nếu mọi thứ đến từ bên ngoài, đúng không ạ? Thì ai cũng sẽ thấy như vậy. Nhưng tại sao chỉ có mình thấy cái vấn đề như vậy? Bởi vì trong mình đã có sẵn hạt giống của tổn thương, có sẵn hạt giống của sân si, của đau khổ, của những cái thứ tiêu cực mà mình chưa chuyển hóa. Khi mình có sẵn rồi thì mình nhìn thấy đâu nó cũng sẽ có vấn đề thôi. Mình nhìn thấy đâu mình cũng thấy mình như là nạn nhân. Và lâu lâu mình sống quen với khối khổ đau như vậy thì mình càng đồng hóa mình là nó. Mình là khổ đau đấy, mình là nạn nhân đấy. Vậy nên những cái người mà cứ đổ tại ra bên ngoài, Hiên Dương cảm thấy rất đáng thương. Bởi vì khi họ đổ tại bên ngoài có nghĩa là họ đã đồng nhất tôi là nạn nhân rồi. Và khi mình đồng nhất mình là nạn nhân thì ban đầu chưa chắc mình là nạn nhân, nhưng mình sống lâu với cái suy nghĩ mình là nạn nhân thì bắt đầu mình biến nó trở thành sự thật. Có nghĩa là ban đầu vấn đề nó xảy ra, nhưng nếu mình không cho phép nó vào mình không tiếp nhận nó, mình không tin nó là thật, đúng không ạ? Thì đâu phải là nó sẽ biến mình trở thành nạn nhân như vậy. Nên cái việc mình biến mình trở thành nạn nhân hay mình là kẻ của vấn đề là do chính mình đang cho phép cái điều đó nó đi vào mình. Còn khi mình không cho phép nó đi vào mình không đồng hóa mình là nạn nhân ấy, thì không có điều gì khiến cho mình căng thẳng, khiến cho mình khó chịu cả. Và Hiên Dương cũng biết là ở đây không biết là những cái nguyên nhân cụ thể của anh chị cô chú mà chúng ta bị tâm lý hay bị mất ngủ là vì điều gì. Bởi vì có thể là chúng ta bị một mối quan hệ nào đó, mình bị một cái tổn thương nào đó, mình bị một áp lực nào đó. Thế Hiên Dương có chia sẻ ở đây đó là chúng ta hãy tự đi vào bên trong chính mình để mình nhận biết, để mình thấu hiểu và mình tự chữa lành cho bản thân. Đừng mong cầu một tha lực bên ngoài. Tất cả những tha lực bên ngoài có thể làm chúng ta xoa dịu, có thể nâng đỡ chúng ta một đoạn đường, nhưng họ không thể đi hết cái hành trình cuộc đời, mà chúng ta cần phải chịu trách nhiệm cho chính cái cuộc đời của mình. Mình phải tự chịu trách nhiệm và mình phải quay về, mình nghiêm khắc với bản thân mình để mình có thể thay đổi được bản thân. Và Hiên Dương có dùng một cái kiến thức Phật Pháp để chia sẻ, đó là khi mà mình thực hành chánh niệm hay thực hành thiền hay là mình mua một khóa học mình học, thì mình đều cần phải duy trì ba cái lõi, đúng không ạ? Một cái cốt lõi đó là gọi là cái ba cái điều quan trọng đấy, gọi là điều căn bản, đó là giới định tuệ. Giới ở đây có nghĩa là mình cần phải có một cái kỷ luật với bản thân mình khi mình thực tập. Đó, thì có rất nhiều người khi chúng ta tập thiền để trị mất ngủ mà chúng ta vẫn dùng rượu, bia, đúng
đúng không ạ? Chúng ta vẫn nhậu, hay là chúng ta vẫn không cắt đi một cái phần giảm tải công việc nào, rồi chúng ta không tách ly thiết bị điện tử, đúng không ạ? Rồi chúng ta vẫn gồng gánh với những cái mục tiêu quá nhiều, chúng ta không có giảm bớt hay là buông bớt một cái điều gì cả, thì có nghĩa là chúng ta chưa làm tròn được cái phần đó là phần giới rồi, đúng không ạ? Giới là sự kỷ luật và sự buông bỏ bớt, mà chúng ta không buông được thì làm sao chúng ta thực tập nó có được sự thành công, đúng không ạ? Không có đâu. Có nhưng mà nó rất là ít nếu chúng ta tăng cường giới. Giới đi đầu mà, giới đi đầu, nên nếu chúng ta tăng cường được giới thì nó sẽ rất là tốt. Nên cũng khuyến khích là chúng ta thực tập thì nên có một cái sự kỷ luật bản thân, đúng không ạ? Sẽ tách ly các thiết bị này, sẽ tăng cường đọc sách, rồi sẽ giao lưu với những cái người bạn tích cực, sẽ bớt đi những cái đội nhóm, những cái mạng xã hội, sẽ bớt đi những cái trò mua sắm hay bất cứ một cái thứ gì bên ngoài, thì chúng ta mới có được cái thời gian dành cho bản thân mình. Còn định là gì ạ? Định chính là cái sự tập trung. Không thể là ngày hôm nay tập mà ngày mai không tập được. Không thể là cứ tập ít một chút thôi mà cũng có hiệu quả được. Định là một cái thời gian mà mình phải lên kế hoạch, cái thời khóa cho bản thân mình. Ví dụ như là ngày nào cũng phải tập thiền, một tuần phải nghe một bài giảng pháp, hoặc là ngày nào cũng phải có nghe một bài giảng. Đó là những cái lập kế hoạch cho bản thân mình thì mình mới có định được. Định nghĩa là khả năng tinh tấn, sự chuyên chú. Khi mình không tinh tấn, không chuyên chú thì mình cũng không có được những cái kết quả. Những cái học viên mà nhắn cho Hiên Dương mà họ nói có kết quả đều là những người mà Hiên Dương có thể khẳng định luôn là họ rất tinh tấn. Có một chị gần đây khi mà chị thực tập được khoảng một tuần, chị nói là không thấy cái kết quả gì, tức là chị không thấy một cái sự chuyển biến nhiều. Thì Hiên Dương khuyên chị là hãy xem lại thật kỹ và ghi chép bài giảng, có thể xem vài lần, cho đến khi nào chị thấu hiểu thì chị thực tập tiếp. Thì chị cũng quay lại và thực sự học lại. Và khi chị học, chị thấu hiểu, chị vỡ ra một cái, thì mọi cái nó như một cái dòng chảy ấy, nó thắt nghẽn lâu ngày, nó tuôn ra một cái, thì chị đang tập rất là tốt. Để chúng ta hiểu được ấy, cái việc mà chúng ta giữ được cái sự tập trung, cái sự tinh tấn trong vấn đề thực tập nó rất là quan trọng. Và một cái nữa là phần tuệ. Tuệ nghĩa là chúng ta cần có những cái dẫn dắt bài bản. Bài bản, bởi vì khi mà chúng ta cứ thực hành, hôm nay thì tôi thích thì tôi tập bài này, hôm sau không thích thì tôi tập bài kia, có nghĩa là mình không có một cái sự bài bản lớp lang để thấu hiểu từng bước ấy, thì bỗng dưng mình có thể tập sai, mình có thể vừa tập vừa hoài nghi, vừa lo lắng, rồi rất là nhiều những cái lời phán xét trong đầu rằng là tập có thể không hiệu quả, là tập cho vui thôi, không, cũng không tin tưởng lắm đó. Thì những cái tiếng nói nhỏ đó nó sẽ vang vang lên trong đầu và nó cản trở cái quá trình thực tập rất là nhiều, bởi vì mình đang không có một cái tuệ đúng. Cái tuệ đúng là nếu mình học hành được bài bản, mình theo được một cái người dẫn dắt mà mình tin tưởng thì mình nên theo. Giống như Hiên Dương ấy, khi đã lựa chọn một cái người thầy mà Hiên Dương tin, thì Hiên Dương sẽ dành tâm huyết và thời gian rất là nhiều để học, để vỡ ra được những cái điều mà người ta đã có thể trao truyền cho mình, và mình học một cách sâu sắc, một cách chuyên chú, thì mình sẽ có được cái sự thực tập nó tốt. Nên là với một cái lời khuyên của Hiên Dương, với các cô chú cũng vậy, sau khi mình tập cái gì đó thì mình cần phải giữ giới và định và tuệ. Còn nếu mình không làm được những cái điều đấy thì cái khoảng thời gian mình thực tập nó khá là lãng phí. Khá là lãng phí. Mà chúng ta thực sự là khi đã gặp vấn đề rồi, đúng không ạ? Có nỗi đau rồi thì ai cũng sẽ hiểu là khi mình ở trong nỗi đau thì không ai có thể thấu bằng chính mình. Nên hãy cho mình một cái cơ hội, đúng không ạ? Mình thực tập chuyên sâu hơn, hoặc là mình học một cách bài bản hơn, mình chuyên chú hơn thì có những cái lợi lạc cho bản thân mình. Thì đấy là một cái chia sẻ trên kinh nghiệm của Hiên Dương, cũng như là từ cái kinh nghiệm của rất là nhiều người truyền đến, để giúp cô chú anh chị chúng ta có thể cải thiện được cái vấn đề về giấc ngủ, cũng như là cái vấn đề tâm lý, bệnh lý của mỗi người. Có bạn Crypto có nói là chị nói đúng, khi nằm thiền thoải mái về cơ thể, tự trả lời các câu hỏi trong đầu, nhưng càng trả lời càng luống cuống, hỏi câu hỏi khác rồi dối thêm. Cái cách của Hiên Dương nói là mình quan sát nó chứ không phải là mình cuốn theo nó. Mà mình nằm thì mình rất dễ bị cuốn theo, là bởi vì sao ạ? Bởi vì nằm thì mình đâu có tỉnh táo, đúng không ạ? Mình chập chờn giữa ý thức và tiềm thức, đúng không ạ? Có lúc thì tiềm thức nó sẽ lôi mình vào những cái suy nghĩ, rồi ý thức thì nó lại đánh đấu tranh lại là mình không nên nghĩ rồi đủ thứ, đúng không ạ? Có nghĩa là mình nằm thì mình không có sự tỉnh táo, thì rất dễ mình bị cuốn vào. Còn khi mình ngồi thì mình sẽ có được cái sự tỉnh táo nhận biết trên các cái giác quan của mình. Đó, thì lúc đấy sự quan sát của mình nó sẽ là quan sát trên cơ thể, trên cảm giác, chứ không phải là mình liên tục hỏi trong đầu như vậy. Mình hỏi mà mình cuốn theo suy nghĩ thì mình đang cuốn theo, chứ đâu phải là trạng thái nhận biết đâu ạ. Đúng không ạ? Cũng mong rằng là chúng ta có được những cái duyên, đúng không ạ, với thiền chánh niệm. Gần đây thì Hiên Dương tâm huyết hơn với thiền chánh niệm, bởi vì đây là một phương pháp mà được ứng dụng trên rất là nhiều nước,
Đặc biệt là những đất nước phương Tây thì họ ứng dụng rất là tốt. Những cái tập đoàn lớn như là Google, đúng không ạ? Họ cũng đang ứng dụng. Đó. Thì chúng ta biết là tại sao phương Tây họ lại ứng dụng rất là tốt như vậy. Mặc dù là thiền hay là những cái nguồn gốc giáo lý này nó đến từ phương Đông, nhưng phương Tây họ lại có một cái khả năng ứng dụng tốt hơn. Thậm chí họ lại xuất bản những cái cuốn sách ngược trở lại để người phương Đông chúng ta lại đọc lại những cuốn sách của rất là nhiều những học giả phương Tây, mà họ viết về tâm linh, rồi họ viết về thiền, họ viết về những cái ứng dụng rất là tốt. Để chúng ta mới biết là vậy thì tại sao chúng ta lại không cho phép mình ứng dụng những cái trí tuệ cổ xưa như thế để cho đời sống của chúng ta an lạc hơn. Hiến Dương cũng muốn là hướng những cái phương pháp này nó không còn là siêu hình, tôn giáo hay tâm linh hay ma tà gì cả, mà thiền là phải là cái sự nâng cấp về trí tuệ. Khi mình nâng cấp cái khả năng nhận biết và trí tuệ thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Bởi vì suy cho cùng thì bên trong mỗi người đều có những hạt giống của trí tuệ, của yêu thương rồi. Chỉ cần là chúng ta có một con đường chúng ta đánh thức lên thôi. Và khi mình đánh thức được thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết, đúng không ạ? Con đường cuối cùng là chúng ta sẽ hướng vào bên trong nhiều hơn. Mà có một người họ đã nói rằng là hướng vào bên trong thì là tỉnh thức, còn hướng ra bên ngoài thì là mê lầm. Các vĩ nhân sẽ thường có xu thế họ hướng vào bên trong như vậy để họ bảo toàn, đúng không ạ? Bảo toàn cho cái thân tâm của mình giữa cái rừng rậm cuộc đời đấy. Thì đó là một cái thông điệp của Hiên Dương. Và cũng hy vọng là những cái chia sẻ của Hiên Dương từ đầu đến giờ sẽ giúp cho cô chú anh chị có thêm những cái kinh nghiệm chúng ta thực tập về thiền, cũng như là trị liệu giấc ngủ hoặc trị liệu tâm lý. Chị Thanh Ngân có hỏi là chị thấy khi tập thiền khó nhất là hít thở. Có cảm giác mình đang cố gắng hít thở chứ không thấy bình an, đúng không ạ? Ở đây cũng là một cái hiện tượng khá là phổ biến mà Hiên Dương cũng khá là đồng cảm với chị. Có nghĩa là khi mà mình nghe về lý thuyết, đúng không ạ? Nghe lý thuyết thì mọi người có nói là tập trung hơi thở thì sẽ bớt suy nghĩ hoặc là thấy dễ chịu, đúng không ạ? Nhưng mà có những người như chị Ngân chẳng hạn, khi mà mình tập thở thì mình cảm giác là mình đang cố gắng hít thở. Vậy thì những cái lúc như vậy thì chị cần có nhiều cách nhé. Cách một là chị có thể thử xem nhé, thử xem bằng cái kinh nghiệm của Hiên Dương thôi. Cách một là chị có thể để hơi thở tự nhiên đi, không quan sát nó nữa, cũng không cố điều chỉnh nó nữa, kệ cho nó tự nhiên, thở bình thường, chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, thậm chí là quên nó đi cũng được. Có nghĩa là đầu của mình chỉ nhắc mình là mình sẽ thở một cách tự do, thở một cách tự nhiên thôi, đón nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình thôi, mình không cần phải tập trung vào hơi thở làm gì cả. Nghĩa là coi như là mình kệ nó, mình không cần can thiệp vào nó. Vì suy cho cùng, cốt lõi của thiền là mình phải thoải mái, mình phải có một sự an tĩnh, mình phải có một sự tập trung nhất định, đúng không ạ? Mà hơi thở này nó làm cho chị mất tập trung rồi. Khi chị quá chú tâm vào hơi thở mà mình không có sự an lạc, có nghĩa là mình đang bị căng lên ở não và mình có sự chống đối với cái cảm giác đó. Tức là khi hơi thở nó không làm mình dễ chịu mà nó lại làm mình khó chịu, thì ngay lập tức chị tập trung vào sự khó chịu đó, não căng thẳng và tâm thì lại chống đối cảm giác. Vậy có nghĩa là mình đang không đạt trạng thái thiền. Vậy thì những lúc như vậy thì mình có thể làm một cái mẹo như Hiên Dương vừa nói là hãy kệ nó đi, không can thiệp vào nó, cũng không cố hít thở một điều gì cả, không cần tập trung nữa, mình thở tự nhiên luôn và mình làm những cái việc khác. Có nghĩa là mình quan sát cái suy nghĩ hoặc là mình thấy cái điều gì đó đang diễn ra thì mình quan sát tự nhiên thôi. Ví dụ mình đang ngồi tự nhiên, mình thở tự nhiên, mình thấy có một suy nghĩ nổi lên thì mình chỉ cần quan sát tôi vừa suy nghĩ. Hoặc là mình nghe được một cái âm thanh gì đó, mình sẽ thấy mình vừa nghe một âm thanh. Có nghĩa là bất kỳ một điều gì nó xảy ra với chị chỉ cần ghi nhận nó thôi, gọi tên nó lên thôi. Tôi vừa nghe một âm thanh, đúng không ạ? Tôi vừa ngửi thấy một cái mùi hương, rồi tôi vừa có một cái cảm giác này ở đâu đó. Có nghĩa là cái gì đó xảy ra thì chị trải nghiệm cảm giác đó một cách tự nhiên, chứ chị không cố gắng tập trung vào hơi thở nữa, bởi vì nó sẽ làm cho chị làm phản tác dụng ấy, giống như Hiên Dương vừa nói. Thứ nhất là chị đã không tập trung được, thứ hai là tâm chị chống đối vấn đề, cái thứ ba là cái não nó sẽ căng ngay lập tức. Đấy, thì nó sẽ không tốt. Và một cái mẹo nữa mà Hiên Dương cũng từng thực tập đó là khi mà mình tập ấy, mà mình khó tập trung cho hơi thở thì mình sẽ chọn một cái đối tượng khác. Ví dụ như Hiên Dương khó tập trung hơi thở thì sẽ chọn cái lòng bàn tay của mình ấy. Khi mình đặt tay như này, đó, mình đặt tay ở trước người ấy, trước người như mình đang ngồi mình đặt tay như này. Đấy, thì mình tập trung vào lòng bàn tay thôi. Mình tập trung vào lòng bàn tay, mình thở tự nhiên, không tập trung hơi thở nữa, tập trung vào một điểm khác,
ý của Hiên Dương là một điểm khác. Ví dụ như là Hiên Dương thì tập trung vào lòng bàn tay, có người thì họ tập trung vào cái vùng bụng, phồng xẹp, đúng không ạ? Có người thì chỉ tập trung nghe một cái âm thanh nào đó thôi. Nghĩa là khi chị ngồi xuống, chị không cần tập trung vào hơi thở, mà chị tìm một đối tượng khác. Ví dụ như mình nghe, mình cứ vậy mình nghe thôi. Hoặc là mình trải nghiệm giác quan, là bên cạnh nghe thì mình ngửi nữa, xem mình ngửi thấy gì, mình nghe thấy gì, da của mình cảm thấy như thế nào, tiếp xúc như nào. Nghĩa là mình chuyển đối tượng đi. Vậy thì có nghĩa là có hai cái cách, đúng không ạ? Hiên Dương vừa nói cách một là chị để kệ mọi thứ diễn ra, cái gì nó diễn ra thì chị ghi nhận cái đó. Cách thứ hai là chị chuyển đối tượng, không còn cố gắng tập trung hơi thở mà chuyển sang một cái đối tượng khác mà Hiên Dương vừa nói. Có thể là lòng bàn tay, có thể là bụng, có thể là một âm thanh nào đó. Đó là một cách. Và khó nữa có nghĩa là chị khó mà tĩnh được. Thiền tĩnh ấy, mà khó nữa thì chị đi, chị chỉ chú tâm vào cái bước đi của chị thôi. Không chú tâm vào cái điều gì khác ngoài bước đi. Tôi biết là tôi đang đi, tôi biết là tôi đang đi, cứ như thế thôi. Thì chị chú tâm vào cái bước chân của chị, nó sẽ giúp chị có sự tập trung và buông được bớt những cái suy nghĩ tiêu cực, thấy mình thoải mái. Có nghĩa là mình không hợp tĩnh thì mình có thể sang động, chứ không nhất thiết là mình cố chấp với một cái phương pháp. Và Hiên Dương luôn muốn mọi người đạt được cái cốt lõi là vừa phải thoải mái, vừa có sự tỉnh táo mà. Và để có được hai cái điều đấy thì mình nên thử thêm các cái cách khác để mình tăng cường cái khả năng chánh niệm của mình. Chánh niệm là phải có được sự thoải mái, bình an, đúng không? Và có sự tỉnh táo, tập trung. Rồi cảm ơn chị Loan Hoàng, cảm ơn chị Tân Mai, Hà Nguyễn. Có một chú hỏi là thiền đầu óc không thể tập trung, rất khó chịu. Cái điều này thì Hiên Dương đã chia sẻ từ đầu live stream rồi. Thì không biết là chú đã vào từ đầu live stream chưa ạ? Nếu mà chú mới vào thì chú có thể xem lại cái đoạn đầu của live stream này. Hiên Dương đã nói về vấn đề này khi có một bạn hỏi về cái việc là không tập trung được, được chưa ạ? Thì câu này Hiên Dương đã trả lời rồi. Còn bạn Giang Nguyễn có hỏi là mình xin có lời cảm ơn Hiên Dương nhiều về chia sẻ hỏi đáp rất hay hôm nay. Được rồi ạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Giang Nguyễn ạ. Mạnh Nguyễn cảm ơn. Cảm ơn bạn Mạnh Nguyễn. Chị Hồng Trần này, công việc áp lực đêm ngủ hiện diện trong đầu làm tỉnh ngủ kéo dài. Hiên Dương có phương pháp gì không chỉ mình với? Cảm ơn em. Rồi ạ, thì Hiên Dương có chia sẻ từ đầu đến giờ đấy ạ. Hầu hết chúng ta có vấn đề về mất ngủ hay là tâm lý là do mình đã có sự dồn nén những hạt giống trong tâm thức rất là nhiều, chứ không phải là do cảm xúc của mình, cũng không phải do công việc, cũng không phải do một cái người nào đó đâu. Mà bên trong mình nó có sẵn một cái khối, mà Hiên Dương gọi là khối tiêu cực, khối tổn thương, hoặc là mình gọi là một khối hạt giống cũng được. Tức là bên trong nó có sẵn một tập hợp những cái hạt giống khó chịu ở bên trong mình, và nó trổ ra bên ngoài. Và trổ ra cái vòng ngoài cùng của chúng ta chính là cái bệnh, đúng không ạ? Có thể là bệnh trên thân vật lý. Ví dụ có người bị đau dạ dày, có người bị xương khớp, đúng không ạ? Có người sẽ bị bệnh gan, bệnh thận, rất là nhiều bệnh khác nhau. Vậy thì chúng ta cần phải nghiêm túc, đúng không ạ? Nhìn vào trong chính mình, có một hành trình chúng ta chánh niệm để chúng ta thấu hiểu được. Vậy thì cái khối tổn thương, cái khối tiêu cực, cái khối hạt giống đó nó sẽ được chuyển hóa, thanh lọc như thế nào? Thì cái hành trình đó cần một cái hành trình mà chúng ta từng bước chúng ta trồng lại nội tâm, chúng ta làm thanh lọc lại cái quỹ hạt giống của mình. Như Hiên Dương có chia sẻ đấy, mình không cần xua đi vấn đề, loại bỏ vấn đề hay là xua đi những cái lạnh giá, đúng không ạ? Cái việc của mình nó là chế tác một cái sự ấm áp, chế tác một cái sự bình an, chế tác một cái mảnh đất màu mỡ để những hạt giống đã có sẵn trong tâm thức của chúng ta nó sẽ được phát triển một cách tốt nhất. Và đó mới là cách bền vững. Còn nếu chúng ta dùng thuốc hay dùng những cái tác nhân bên ngoài, Hiên Dương nói nó cũng tốt và nó làm mình dễ chịu tạm thời, nhưng về lâu về dài nó không cho mình một cái sự bình an trên cả một cái hành trình đường đời của mình còn rất là nhiều chục năm nữa. Thì chị Hồng Trần có thể tham khảo một cái hành trình chuyên sâu hơn về thiền chánh niệm trị mất ngủ hoặc là thiền chánh niệm trị liệu tâm lý. Chị có thể nhắn cho Hiên Dương số là 0985 403 533, thì Hiên Dương tư vấn nhiều hơn cho chị. Và ở đây nếu mà cô chú anh chị nào mà chúng ta cần tư vấn mà mình muốn đi sâu hơn ấy, với những cái khóa học về trị liệu tâm lý hay là trị liệu giấc ngủ, thì cứ nhắn vào số 0985 403 533, hoặc là mọi người có thể truy cập vào hiendương.net, trang web hiendương.net, thì chúng ta sẽ hiểu thấu thêm được những cái điều mà chúng ta còn vướng mắc hay là cần Hiên Dương giúp đỡ chuyên sâu hơn, thì chúng ta nhắn cho Hiên Dương, được không ạ? Còn những ai mà chúng ta muốn tách ly các cái thiết bị điện tử và chúng ta muốn có một cái sự nghiêm túc hơn
Với cái vấn đề thiền tập của mình thì chúng ta cũng có thể sở hữu những cái loa thiền như thế này. Nó có vài trăm ngàn thôi, nhưng chúng ta có thể cho mình một cái cơ hội mình nghiêm túc, đúng không ạ? Mình tách ly mạng xã hội hay tách ly những cái thiết bị điện tử thì mình cũng sẽ thực tập nó tốt hơn đấy ạ. Mà Hiên Dương có gọi là giới định tuệ đấy. Giới định tuệ nó là ba cái thứ cốt lõi để giúp chúng ta có thể thực tập một cách nó chuyên chú và nó có được cái hiệu quả. Rồi ạ, cảm ơn chị Quỳnh Chi đấy ạ. Huỳnh Thị Chi ạ. Cô hỏi là cô thiền buông thư có tác dụng không? Hiên Dương có nói rồi, các cái phương pháp ấy nó có thể phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người khác. Nên Hiên Dương không bao giờ nói là phương pháp này là tốt nhất, mà Hiên Dương thường nói là phương pháp này phù hợp với bạn hay không. Cũng giống như bài thiền cũng vậy, có người thì thích cái bài thiền này, có người thích bài thiền kia. Vậy có nghĩa là không có phương pháp tốt nhất, không có bài thiền tốt nhất, mà bài nào hay phương pháp nào là phù hợp với mình. Nên cái lời khuyên của Hiên Dương dành cho cô ấy, cũng như là mọi người, là chúng ta hãy thử trải nghiệm thêm các bài thiền tại kênh, đúng không ạ? Các bài thiền tại kênh thì khi mình trải nghiệm thêm, mình sẽ biết à mình hợp với cái gì. Và Hiên Dương có nói từ đầu rồi, các cái bài mang tính chất thả lỏng buông thư nó rất là tốt cho cơ thể, để mình thả lỏng các cái cơ bắp, để mình thả lỏng tâm trí, và nó sẽ giúp một phần nào đó xoa dịu các cái cảm giác. Còn để đi sâu hơn với một hành trình chuyển hóa toàn diện thì mình cần phải gia tăng cái sự nhận biết về bản thân, thì cái đó mới là cái gia tăng tròn trịa nhất và bền vững nhất. Cũng giống như Đức Phật của chúng ta, đúng không ạ? Hướng đến hai cái cốt lõi đó là lòng yêu thương và trí tuệ mà, đúng không ạ? Đức Phật là một biểu tượng cho trí tuệ và lòng từ bi. Vậy có nghĩa là nếu mà mình chỉ có từ bi thôi thì cũng không được, mà đỉnh cao ở đây phải là trí tuệ. Mình phải khai sáng được cái trí tuệ, được cái sự hiểu biết bên trong mình thì mọi vấn đề nó sẽ được giải quyết. Nên là nếu mà suy cho cùng thì Dương thường khuyên là mọi người nên nâng cấp những cái hiểu biết đúng về thiền thì chúng ta sẽ thực tập thành công hơn, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn chị Diệu Tiên. Vâng, thiền loại bỏ bệnh tật cũng thấy rất hay. Vâng, thì cô cứ kiên trì về những cái bài thiền như thế, nó có tính chất xem nhau ạ. Cô Diệu Tiên thấy khó thả lỏng cái đầu, đúng không ạ? Khó thả lỏng thì mình có những cái mẹo khác mà Hiên Dương vẫn nói đấy ạ. Khi mình khó với cái điều này thì mình tập trung sang cái điều khác, giống như lúc nãy Hiên Dương trả lời chị Thanh Ngân đấy. Khi mình có khó thả lỏng đầu thì mình có thể tập trung vào một điểm như là trên tay của mình, bụng của mình, hay bất cứ một cái điều gì đó xung quanh mình. Mình chỉ chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, không phản kháng, không khó chịu với những điều đang diễn ra, mà chấp nhận nó là một cơ chế cân bằng. Và một cái mẹo nữa là để thả lỏng được thì phải quan sát được sự khó chịu. Ví dụ như để thả lỏng được cái đầu thì phải biết là cái đầu nó đang có cảm giác gì. Ví dụ mình biết là cái đầu mình đang căng, cái đầu mình đang đau, hay cái đầu mình đang tức, mình gọi tên nó lên. Khi mình quan sát và gọi tên cái cảm giác nó lên, ngay lập tức sự thả lỏng sẽ diễn ra. Còn khi mà mình bị khó chịu ấy, là do mình cuốn theo cái cảm giác đó mà mình không nhận biết. Còn khi chúng ta nhận biết cảm giác đó thì tập tức nó hết. Cũng giống như là chúng ta bị kẹt xe đi, chúng ta bị tắc đường đi. Khi chúng ta ở trong cái dòng người, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là ngột ngạt, khó chịu trong cái dòng người tắc đường. Nhưng ở một điểm quan sát khác, ví dụ chúng ta lên cao hơn ở trên một cái máy bay trực thăng chẳng hạn, chúng ta nhìn xuống một cái dòng người bị tắc đường, chúng ta không nghe thấy cái âm thanh inh ỏi ở dưới đấy nữa, thì chúng ta không thấy khó chịu với cái dòng người đấy. Đó. Vậy thì khi mà mình có một cái hiện tượng đau ở đâu đấy, như là cái đầu hay là cái thân của mình đau, mình tức ở đâu đấy ấy, cái lúc mình cuốn theo nó chính là lúc mình đang ở trong cái dòng người tắc đường đấy ạ, khó chịu lắm ạ, đúng không ạ? Còn nếu mình nhìn được nó, mình gọi tên được nó ra thì nó ngay lập tức nó hết. Ví dụ là tôi biết là tôi có cơn tức, tôi có cơn đau, tôi có cái sự khó chịu ở đây này, và tôi không chống đối nó nữa, vì nó đau nó tức là để nó cân bằng cho tôi không chống đối nó, tôi không ghét nó, thì ngay lập tức lúc đó thì mình được thả lỏng. Đó là một cái mẹo của mình đấy. Quan sát bất cứ một điều gì trong cơ thể của mình đều làm theo cái nguyên tắc đó thì mình sẽ có được cái sự dễ chịu. Đó. Rồi bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, 9:30 rồi, thì Hiên Dương cũng xin phép kết thúc livestream tại đây. Cũng xin chúc toàn thể đại gia đình của cộng đồng Thiền Hiên Dương sẽ có một buổi tối bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và nếu ai cần tư vấn chuyên sâu hơn về khóa học hoặc là về những cái điều mà mình còn khó khăn, còn lăn tăn, thì chúng ta nhắn vào số Zalo cho Hiên Dương 0985 403 533. Vì cái số cũ của Hiên Dương là bây giờ bị
đầy cái danh sách bạn bè rồi. Nên là Duyên Dương có lập một cái số mới là 0985 403 533. Thì mọi người hãy nhắn vào số đó cho Hiên Dương. Thì Hiên Dương cũng như là đội ngũ sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm thực tập cho mọi người. Hoặc là tìm hiểu nhiều hơn thì chúng ta vào trang web hiên dương.net để tìm hiểu thêm về Hiên Dương được không ạ? Cụ Nguyễn Hồng Vân là còn like không cô ơi, thì chúng ta có thể xem lại cái like này đúng không ạ? Nếu mà ai vào muộn quá chúng ta xem lại từ đầu thì cũng sẽ biết đâu có nhận được một cái giá trị nào đấy từ Hiên Dương, giúp cho anh chị cô chú chúng ta cải thiện được cái vấn đề tâm lý cũng như là giấc ngủ tốt hơn. Một lần nữa thì cũng xin biết ơn sự có mặt của tất cả mọi người đang lắng nghe những chia sẻ này, và xin hẹn gặp lại trong những live stream tiếp theo của Hiên Dương. Chúc mọi người một buổi tối bình an ạ.